Ok, hôm nay bên Việt Nam Clean Up thì cũng quyết định thì bình thường anh em đi làm về vấn đề liên quan đến môi trường nhặt rác ấy, thì đôi khi mặc bình thường thì đôi khi như mình nói trên tất cả các video clip ấy, thì nó cũng vẻ là nó chưa được lan tỏa lắm. Thì bây giờ là cái lan tỏa quan trọng nhất là trong cuộc sống chứ không phải ở trên không gian mạng. Không gian mạng càng nhiều càng tốt. Thế nên mình quyết định là đặt Shopee hai cái bộ quần áo của là thuê. Thì tí nữa ngày hôm nay chính là ngày hôm nay VNF Clothing đầu tiên thì các bạn sẽ được xem ngay sau này. Bao nhẹ lâu rồi nhưng mà các bạn ạ, nguyện đang bán hàng trông vẻ nhìn trông trông vẻ ai oán lắm các bạn ạ. Vải này vải đi lông không có tông, vải này mặc thì chắc cũng hơi mát đấy. Úi trời. Đấy. Đúng không? Giống đứa đang luôn nhỉ. Ok đây. Đẹp đấy các bạn ạ. Nói chung là nhìn trông mình chả biết thế nào nhưng mà họ cũng đầy đủ. Nói chung là nếu mà đánh giá về cái vấn đề nhận hàng thì mình thấy ok. Ok đấy. Ok. Tôi vé từ lâu lắm rồi mới được đổi lại các bạn ạ. Nó cũng có mùi nhựa đấy, mình phải nói thật chứ mình không nói dối được, nói thật các bạn đối tượng chả biết cái nào đằng trước đằng sau đây. Ở đây cái này đây, ở đây hai bên tai. Ok cái này cái gì ở mũi à? Đỏ như quả cà chua. Ok đây nó cũng chỉ được hai bộ thôi thì tất cả nó như này, xong mình mà lúc mình làm mình sẽ mặc. Thì bây giờ nhìn mặt này nó cũng ok rồi đúng không? Ngốc cười không? Ok, Ok, hẹn các bạn xem ngay sau cái này là bọn mình đang hoạt động.